Hello, chào các bạn, và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng quyền vương theo một phong cách hết sức là dị anh em ơi. Đó là cầm quyền vương đi rừng. Đấy, một phong cách đó là bựa nhất quả đất rồi. Ok, thế mà đầu game bạn sao lại cướp rừng của mình thế này? Trời ơi, chịu dân, liền bản đếm số rồi. Ok. Triệu Vân quá ham hố và cướp rừng lộ liễu. Mặc dù bạn ấy thành công trong việc cướp quân bờ đỏ của mình, nhưng mà phải trả giá đắt thôi. Thế mà anh em ơi, cùng cái pha đấy thì mình cũng rất là bị thọt. Mình mất bùa, không ăn được mạng. Bị thọt cấp rồi. Để không sao, càng khó thì đánh lại càng trải nghiệm cái phong cách dị này hơn. Thì đi rừng bằng vị tướng quyền vương, việc đánh quái rừng, farm quái rừng nó sẽ khó khăn hơn vị tướng khác, bởi vì anh em phải chút khéo léo, tránh tình trạng là đẩy con quái rừng bằng cái nội tại đòn đánh thường ra khỏi cái vòng cho phép nhá. Như vậy các bạn sẽ phải đánh lại từ đầu, làm lại từ đầu anh em ơi, rất là mệt. Mệt phết anh em ạ. Chạy ra chạy vào, nói chung là phải đổi hướng di chuyển liên tục thì mới farm được con quái rừng. Đánh thường phát lại chạy quay lại, đánh thường lại quay lại đánh thường. Các bạn đổi góc đánh khá là mệt đấy. Ok, tiếp tục ăn con rơi vậy. Nói chung là tướng địch chẳng thấy đâu anh em ơi, ôm farm hết rồi sao ấy. Rồi đánh rất là sâu, thế này thì làm sao mà ganh được đây. Quyền vương vẫn nổi tiếng với khả năng cấu rỉa và đi ganh rất là tốt. Chính vì vậy đi rừng thì mình vẫn quái với anh. Thế thử xem là đi rừng bằng quyền vương có mạnh không nha. Farm thì lúc đầu chậm chạp, phải đợi có đồ con này farm nhanh được, vì không farm rất là mệt. Đấy thì gần đẩy ra ngoài rồi. Rồi phải đẩy quay hướng lại. Đấy lại đẩy thẳng vào trong. Đấy, anh em thấy đã mệt chưa? Ok, mình đến đây, team bạn lại cướp bùa xanh của mình thế này. Ok, chạy đâu, một bé, chạy đâu. Là có lót, ôi chạy nhanh thế. Cái độ đi rừng ở trận đấu này thì quyền vương không thể sánh vai bằng La Cross được anh em ơi. Một vị tướng chuyên đi rừng. Và thanh niên có giữ được cái bùa không? Có giữ được cái bùa không hay là bạn đếm số? Đó. lâu không đánh quyền vương thì cái khả năng đấm thì nó không chuẩn cho lắm, nhưng mà đấm nhiều thì cũng trúng thôi. Nếu kiểu anh em tích cực đấm thì sẽ gọi là tím mắt đấy. Đó. Giống như là tích cực quay tay vận may sẽ đến mà. Hôm nay một thứ hai đầu tuần, và chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả nhé. Nếu mà rảnh rỗi thì có thể lên kênh Liên Quân Mobile Việt để có những giây phút thư giãn vui vẻ cho các bạn yêu thích cái game Liên Quân Mobile giống mình nhé. Đấy. Từ khi Liên Quân Mobile ra mắt thì mình đã gắn bó với nó rồi anh em ơi. Đấy, cũng rất là lâu rồi. Đã làm clip qua 5 mùa rồi anh em ơi. Thực sự là vẫn nhớ mùa 1. Nhớ mùa 1 vãi trưởng luôn. Mùa 1 mà hồi đấy thì cũng mình cũng mới tập chơi thôi, chứ không có là biết chơi sẵn Liên Quân chơi Vương Giả Bình Triệu trước đâu. Đấy, những bạn mà chơi Vương Giả Bình Triệu trước hàng năm trời thì chơi Liên Quân sẽ rất là giỏi từ thời điểm đầu đấy. Đấy. Rồi đây Zuka. Boom, lên bảng điểm số rồi. Cháy làm sao đây? Và nhiều bạn đã yêu cầu mình làm clip Vương Giả Bình Triệu. Thực sự là leak thì mình mới mở một leak, nhưng mà cái tên leak đấy thì nó
hơi tên nick thì nó hơi bậy một xíu anh em ơi. Thực ra tên nick hơi bậy tí, thành ra là mình sẽ không, nói chung là tránh cái điều đó, mình sẽ không làm nick đấy nữa. Thành ra là không có nick làm mà phiên giải rượu. À, bởi vì mình cũng rất muốn làm phiên giải rượu, bởi trò đấy là một trò gọi là các bản gốc của cái Liên Quân Mobile. Làm trước thì chúng ta có thể là biết được nhiều cái chất tướng mới sẽ chuẩn bị ra mắt ở Liên Quân Mobile. Ấy thì gấu. Qua Joker một combo insect đến bảng đếm số đấy. Combo Quyền Vương thì nó đã rất là mạnh rồi, quá nổi tiếng rồi, combo Quyền Vương xét rồi đấy. Các bạn đánh chưa một à đánh chưa hai thì đánh chưa một là lách về sau tướng địch vuốt chiều cuối ngược lại rất là nhanh. Cái con Việt Vương này khi mà anh em có đồ rồi tốc độ farm cũng rất là nhanh, farm quả rừng sẽ không còn mệt như trước nữa, rất là nhẹ nhàng, chỉ cần đánh một hai kỹ năng là có thể được thôi. Gấu này rồi ôi chạy nhanh quá. Cái phi thân kích bây giờ nó bay rất nhanh, mình cũng rất là khó đuổi theo. Cẩn thận, ồn đông quá. Ôi, may quả đấy dừng chiều cuối kịp thời chứ không bị kéo vào đấy là ngu người luôn anh em ơi. À, người đã hút nè. Cứ đừng bắn thôi anh em ơi, được nhẹ nâng cao mà. À, trận đấu này thì team bạn Lacrosse chuyển sang cái chế độ là đẩy trụ trộm rất là nhanh rồi anh em ơi. Cảnh thế đó không mất cái tính chất vui. Lacrosse phải đi bắt người mới vui chứ Lacrosse toàn đi đẩy trụ với farm đấy này. Đánh chán chết đi được ấy. Rồi, nhảy đi đâu, trúng một trưởng rồi anh em ơi. Trúng một trưởng rồi. Chạy đâu ui. Jill và Quyền Vương nếu bị tướng sát thủ ganh Nagrod rất là tốt. Thì một cái điều các bạn quan tâm là phiên bản tiếp theo là vị tướng Quyền Vương đa này có thay đổi gì không? Thì nó không có thay đổi gì anh em ơi, thực sự là nó không có thay đổi gì. Sau mấy mùa bị giảm sức mạnh thì không có được tăng cái gì cả anh em ơi, cũng không giảm đi. Như vậy thì Quyền Vương vẫn giữ nguyên sức mạnh nhá. Cảm giác bây giờ Quyền Vương còn đánh khó hơn trước rất nhiều rồi. Chiêu cuối mất cái nội tại là từ sát thương vật lý của tướng địch. Chiêu 2 thì giảm cái khả năng làm chậm. Đấy. Ok, một combo. Ôi, thôi thôi. Vẫn chết anh em ơi. Nhảy bom cười thành ra là mình lệch mất cái chiêu cuối. Nó né được cái chiêu cuối của mình chứ mình lệch mình cũng vớt trúng rồi chứ. Ôi thôi. kéo rượu lại thành ra kéo mình cơ. Pha đấy pha kéo ảo rượu của béo. Rồi Triệu Vân. Ôi, cố farm này còn chiêu cuối mà bạn ơi. Thôi xong mình rồi. Thôi anh ơi. Ngu người. Thực sự đánh Quyền Vương đi rừng nó mình cảm thấy nó không được mạnh cho lắm đâu anh em ơi. Thành ra các bạn nghiêm cấm là cầm đi vào đấu danh nhá. Các bạn có thể test những trận đánh thường vui vẻ thôi. Thực ra Liên Quân là một cái trò chơi thì game mà anh em ơi. Game mà
các bạn đừng quan trọng quá, thì nó một cái gì để giải trí thôi. Và các bạn chơi cái lối chơi dị thì nói chung là mang đến tiếng cười cho bản thân đấy. Nhưng mà tất nhiên là phải đánh những trận đánh vui thôi. Đánh vui thì anh em đánh 5 năm đánh tổ hợp nhá. Còn đánh hạng thì các bạn nên đánh nghiêm túc. Bởi vì những bạn mà vào đánh hạng là mọi người đều có một cái gọi là cái tinh thần nghiêm túc rồi. Mình lại không nghiêm túc, thành ra một trong cái tập thể sẽ bị, chắc chắn là bị gọi là bài trừ rồi các bạn. Bị chửi rồi. Ơi thì đá hụt rồi anh em ơi, combo vẫn chết, quá mạnh. Wow, những phát đấm của mình rất là thầm anh em ơi. Có thanh niên trong nùm kìa. Uầy, bạn gấu ấy dùng một chiêu mà mình mà thổ đến rốn kìa. Bắn 2.000 máu. Đấy, như là Nagrod bị bắn mất 2.000 máu anh em ơi. Đấy, ôi trời, chết luôn. Rồi, tiếp tục này, chiêu 1 ạ. Choáng này. Ok, đá hụt rồi. Rồi phát này thì chắc chắn trúng rồi. Đó, đó, đấm luôn. Đấm luôn, đấm luôn. Chiêu 1, chạy chiêu 1. Triple kill à, phải đấy ăn rất nhiều mạng. Đó, anh em có thể thấy là quyền vương đi rừng cũng đánh được, nhưng mà nó khó hơn rất nhiều anh em ạ. Ok, và video clip mình đến đây hết rồi. Trải nghiệm vị trí quyền vương đi rừng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.